Các có cước có mệnh giá là 90k, ưu đãi nhất của nhà mạng Vinaphone. Các bạn đến trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước VD90 và gói cước BIC90. Hai gói cước này hiện đang được đông đảo khách hàng lựa chọn sử dụng bởi giá cước phải chăng nhưng vẫn đảm bảo cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trước tiên, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước VD90 của nhà mạng Vinaphone. Với các phí để đăng ký là 90.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ có 30GB data tốc độ cao và thời gian sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ có 1GB để sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, bạn được miễn phí tất cả các gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút và miễn phí 30 phút để gọi nội mạng. Để đăng ký gói cước này, bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách VD90 gửi đến tổng đài 1543. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước BIC90. Với cước phí để đăng ký là 90.000 đồng, bạn sẽ sử dụng ngay cho mình 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ có 1GB data để sử dụng. Để đăng ký gói cước, bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách BIC90 gửi đến tổng đài 1543. Ngoài hai gói cước có mệnh giá là 90k mà mình vừa giới thiệu, bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một gói cước khác sử dụng trong một ngày, đó là gói cước D2. Với cước phí để đăng ký là 10.000 đồng trên một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 2GB data tốc độ cao để sử dụng trong suốt 24 giờ tính từ thời điểm đăng ký. Và để đăng ký gói cước này, bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách D2 gửi đến tổng đài 1543. Ngoài ba gói cước mà mình vừa giới thiệu đến các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website vinaphone.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Vinaphone. Các bạn đã lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp, thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đấy các bạn. Như vậy, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.